Xin chào tất cả các bạn, nhân dịp hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần và thời tiết có nắng rất là đẹp, gia đình mình đến thăm đồi nho để ngắm cảnh đẹp khi đồi nho vào thu. Sẵn tiện đây thì mình lưu lại một vài hình ảnh đẹp nhằm chia sẻ đến với tất cả các bạn. Hôm nay thì mình bị cảm cho nên giọng nói mình có thể rè rè, các bạn xem thông cảm ha. Nhà mình cách đồi nho không xa, các bạn đi bộ cũng được, còn lái xe thì mất chỉ vài phút thôi thì sẽ đến đồi nho. Và mình cũng đã có rất nhiều video chia sẻ về đồi nho, xuân, hạ, thu đông mùa nào cũng đẹp. Nhưng sắc lá thu bao giờ cũng làm cho người ta lưu luyến và nhớ nhiều vì cái màu của nó rất là rực rỡ. Như trước mắt các bạn nhìn thấy thì vàng rực cả một góc trời luôn, đúng không nè? Cái điểm thu hút nhất ở trên đồi nho các bạn khi đồi nho vào thu, ngoài cái sắc lá vàng, đỏ, tím tím cũng có nữa, mà càng lên cao thì đồi nho càng đẹp. Và phía bên kia đồi nho các bạn thấy có nhiều rừng thu và nhiều dãy núi cũng đẹp, càng làm tăng cái nét đẹp của đồi nho nơi đây ha. Ở đây người ta trồng nho là để làm rượu và có 3 màu nho, nho đen, nho đỏ và màu xanh. Mình không biết có phải vì màu sắc của trái nho cũng làm nên cái màu sắc lá khi mà chuyển sang thu khác nhau hay không nữa. Các bạn thấy không, cái hàng bên này thì đỏ rực, còn ở phía kế bên thì vàng rực. Không hiểu vì sao một dãy thì màu đỏ nè, còn dãy bên này màu vàng nè. Còn mà lá thu mà chưa vàng lắm á, thì nó sẽ pha hai màu sọc sọc, rất là đẹp luôn các bạn. Đồi nho ở đây nó có 3-4 tầng, từ ở dưới các bạn đi bậc thang lên hay là mình đi theo cái con đường nhựa nhỏ đó các bạn, thì vòng vòng mình sẽ leo lên lần lần, càng lên cao thì các bạn ngắm cảnh đồi nho càng đẹp như thế này nè các bạn. Đẹp nhất là kết hợp của đồi nho bên này và dãy đồi bên kia cộng với nhiều cái dãy núi nữa. Cho nên gia đình mình thường đến đây, thứ nhất là hít thở không khí trong lành, thứ hai là ngắm cảnh đẹp. Mùa nào cũng đẹp như mình có nói, nhưng mà mùa thu thì luôn làm cho người ta nhớ nhiều. Người ta trồng thẳng tắp từng hàng ha các bạn, rất là đẹp mắt luôn. Từ xa đó, nếu mà mình đi từ xa mà các bạn nhìn lên đồi nho đó các bạn, giống như những cái tấm thảm nhiều màu vậy đó, có khu màu xanh ha, nó vuông vắng, rồi màu đỏ, màu vàng, rồi nó kết hợp cái lá sọc sọc đỏ đỏ vàng vàng, nó có viền rìa bên ngoài như thế này nè các bạn. Khi thu hoạch xong thì nho còn sót lại rất là nhiều, cho nên người ta đi dạo ở đây khi mà nho thu hoạch xong rồi đó các bạn, thì có người ta tình tang hái nho ăn, nó nhỏ xíu nhưng mà cũng rất là ngọt nha, vì là nho trồng để làm rượu chứ không phải là trồng giống như bán trong siêu thị, vì thế cái trái nho nó không to và nó có nhiều hạt nữa. Đó các bạn, khi mà sắc lá xanh nó chuyển sang thì nó pha màu như thế này nè. Còn nho ở đây thì không biết vì sao mà cái dãy nho này thì người ta chưa thu hoạch hay là người ta không thu hoạch. Có khi người ta nhìn cái nho nó không đạt chất lượng, người ta để luôn các bạn. Và khi cuối mùa đó thì người ta sẽ cắt tỉa cành và bỏ hết những cái chùm nho như thế này. Có nhiều lúc mình thấy ở dưới bãi cỏ đó người ta cắt bỏ rất là nhiều luôn. Đó, cái sắc lá nó sọc sọc, nó không có đỏ đỏ, xanh xanh, vàng vàng, kết hợp nhiều màu ha. Và đây là hoàng hôn trên đồi nho, trời gần tối thì để tóm tắt thật là ngắn gọn, vì nếu quay nhiều á thì cái đồi nho cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, sắc lá đỏ vàng. Đến đây video của mình đã xong, cảm ơn các bạn rất nhiều.